bơn về nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Hữu sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư răng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu tam, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh sở 213. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ con kính lễ chư Tăng, đến thượng tọa minh hành đại đức tuệ đức cùng chư quý vị đang đã có mặt diễn đàn pháp cú kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết nhiều âm thanh tốt ạ. Dạ kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày thứ sáu, ngày 6 tháng 5, trường diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục cho bài học Kinh Pháp Cú, câu kệ ngôn số 213, phẩm Hỷ Pia Quốc Gác. Và bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Sa thú, sa thú. Một lần nữa con xin kính lễ chư Tăng cùng mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một kinh pháp cú phẩm Hỷ Ái Pīya Quốc Gá, câu số 213. Câu kệ ngôn pháp cú số 213 phẩm Pīya Quốc Gá, phẩm Hỷ Ái có nội dung sau. Bê ma tô cha ya ti sô cô bê ma tô cha ya ti pa yang bê ma tô vi pa mu ta sa na ti sô cô cu tô pa yang bê ma tô cha ya ti sô cô bê ma tô cha ya ti pa yang bê ma tô vi pa mu ta sa Nati so cô cu tô pa yang. Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi.
Ai giải thoát ái luyến không sầu đâu sợ hãi, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Yên Đá Chánh Đá Chánh Thân. Do mến thương sầu muộn sanh ra, do mến thương lo sợ sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự mến thương, không có sầu muộn, còn đâu lo sợ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nhà trước tiên thì chúng ta cũng tìm hiểu sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 213 này. Những câu kệ ngôn pháp cú gần đây thì chúng ta thấy rằng có những cái sự trùng lập về từ vựng, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh. Câu đầu tiên, Bê Mát Tô Cha Giá Ti Sô Cô. Bê Mát Tô Cha Giá Ti Sô Cô. Bê Mát Tô là ái luyến, Bê Má cộng với là Sú Sư Cách Tô. Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái từ về cái ái luyến, Bê Má. Bê Má. Tại vì bình thường chúng ta chỉ thấy rằng chữ ái, tanh ha hay là cái tựa của cái phẩm này là Pi Giá, Hỷ Ái, Pi Giá Quốc Giá. Thì chúng ta sẽ học thêm một cái từ mới, đó là chữ Bê Má. Nó cũng nói về cái chữ ái luyến. Rồi sau này chúng ta đọc cái từ Ráp Tí, Ca Má, Tanh Ha, cũng nói về cái chữ ái luyến. Bê Má Tô ái luyến. Cha Giá Ti sanh ra. Sô Cô là sầu muộn. Bê Má Tô Cha Giá Ti Sô Cô. Bê Má Tô Cha Giá Ti Phá Văn. Bê Má Tô là ái luyến. Cha Giá Ti sinh ra. Phá Văn là sợ hãi. Mình chỉ ghi chữ Phá Văn cũng được rồi cô. Phá Văn là sợ hãi. Tô Quý Pa Mô Tát Xá. Bê Ma Tô là sầu là ái luyến. Quý Pa Mô Tát Xá, ở đây chúng ta có cái từ đó là thoát ra khỏi, bởi vì có cái từ ví là rời khỏi hay là lìa khỏi. Còn từ Mút Tát Xá đó, chữ Mút Tá đó, nó có nghĩa là giải thoát. Thì chúng ta sử dụng cái từ này là Quý Pa Mô Tát Xá, đó là thoát ra khỏi. Thoát ra khỏi. Câu thứ tư, Nát Thí Sô Cô Cú Tô Phá Văn. Nát Thí là ná áp thí, là không có. Ná áp thí, không có. Sô Cô là sầu muộn, Cú Tô là từ đâu, còn đâu. Cú Tô còn đâu. Phá Văn là sợ hãi. Còn đâu. Phá Văn là sợ hãi. Bởi vì câu kệ ngôn pháp cú này có cái sự trùng lập về ngữ vựng, giống như là câu kệ ngôn pháp cú số 212, thì chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần ngữ vựng này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 213 có nội dung như sau. B
bê ma tô cha ya ti so cô bê ma tô cha ya ti pa yang bê ma tô vi ba mô ta sa na ti so cô cu tô pa yang. Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Ái luyến sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà ái luyến không mê, ưu sầu sợ hãi cận kề được đâu. Dạ, Nam Mô Bố Thầy nhé. Sa thú, sa thú. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 213 này. Và câu kệ ngôn pháp cú số 213 này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài an ngự tại Chetavana. Và cái duyên sự đó là đề cập đến bà tín nữ, bà đại tín nữ Visakha. Thì bà đại tín nữ Visakha thì những người tìm hiểu Phật, những người tìm hiểu về lịch sử Phật, những người có cái nhất là những người tín nữ đó thì không có lạ gì với bà. Bà là một cái người thiện tính, mà không chỉ là không nào quan tâm về cái việc làm phước, tạo dựng công đức để có được cái quả báo thiện, mà còn là một cái người hộ pháp, một cái người Phật tử hộ pháp. Bà chăm sóc cho, quan tâm chăm sóc đến cái đời sống của chư tăng ni thời bây giờ. Bà tín nữ Visakha thì chúng ta cũng đã từng tìm hiểu về cuộc đời của bà. Và trong cái duyên sự 200 câu pháp cú 213 này, một lần nữa chúng ta lại bắt gặp hình ảnh bà xuất hiện. Nhưng trong cái duyên sự này đó thì có một điều mà chúng ta sẽ thấy một hình ảnh khác đi của bà tín nữ Visakha. Chúng ta nhớ rằng bà Visakha là một cái vị thánh cư sĩ tu đầu quần. Thánh cư sĩ tu đầu quần. Nhưng mà đó là một lần bà đối diện với cái sự sinh biệt của một cái người cháu gái, thì bà không có cầm được cái sự đau thương, tiếc thương. Số là cô cháu gái này là một người rất là thân cận với bà và rất là mến, mà rất là mến đến độ mà bà giao cái việc giao phó cho cái cô cháu gái này cái việc rất là quan trọng. Cô cháu gái này tên là Sudati, một cái việc rất là quan trọng mà đôi khi bà không có đủ cái thời gian và cái công sức để mà quán xuyến được. Mà cái việc quan trọng đó là hộ tăng, tức là mỗi ngày chư tăng đi khất thực hay là thỉnh chư tăng đến nhà thọ thực đó, thì là cái cô cháu gái này Sudati này sẽ chu toàn những cái việc dâng thực phẩm cũng như là đặt bát cúng dường, lo thay cho bà Visakha. Bởi vì đối với cuộc đời của bà Visakha, thưa quý vị rằng khi mà đã là đệ tử Phật và khi đã là một cái vị thánh cư sĩ tu đầu quần, thì cái việc mà hộ trì tam bảo
phải nói rằng là bà đặt lên hàng đầu. Và cái việc mà hậu tăng như vậy đó, đối với bà là một việc cực kỳ là quan trọng, cần phải được chu toàn. Và cái cô cháu gái này được bà rất là tin tưởng, rất là thương mến, cho nên bà đã giao phó cái việc này. Thì một thời gian sau, thưa quý vị, một thời gian sau thì cái cô cháu gái này chết đi. Cái cô cháu gái này chết đi. Và cái việc ra đi của cô cháu gái tóc bạc tiễn người tóc xanh đó, thì khiến cho bà không có cầm được cái sự tiếc thương. Bà đã rất là buồn và đã đến gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật. Và trong cái trạng đó là buồn bã và khóc thương. Thì Đức Phật Ngài cũng ân cần Ngài hỏi han, Ngài hỏi thăm lý do tại sao mà Visakha lại có cái tâm trạng tiếc thương, sầu khổ như vậy. Thì lúc đó mới trình bạch với Đức Phật về cái việc mà cô cháu gái yêu mến của mình đã chết. Thì Đức Phật Ngài đã rất là khéo léo để mà an trú, để mà an trú cho bà Visakha, cũng như là Ngài rất là khéo léo để mà tìm cách tháo gỡ cái sự sầu khổ của bà Visakha. Bằng cách đó là Ngài hỏi bà Visakha rằng ở trong kinh thành Savatthi này đó, thì cư dân khoảng được bao nhiêu người? Thì bà Visakha mới trả lời rằng khoảng 70 triệu người. Dạ, 70 triệu người. Và Đức Phật Ngài nói rằng nếu tất cả số người này đó đáng được bà thương mến như cháu gái của bà đó, thì bà có đồng ý không? Cũng giống như là Đức Phật Ngài muốn nói rằng tất cả những cái người trong kinh thành đó là quyến thuộc của bà đó, bà có chịu không? Bà Visakha gật đầu đồng ý. Thì Đức Phật Ngài mới nói thêm, thì ở trong thành Savatthi với cái số cư dân đông như vậy đó, thì mỗi ngày đó có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu cái đám tang? Thì bà mới bạch rằng rất là nhiều, rất là nhiều. Thì như vậy Đức Phật Ngài mới kết luận rằng nếu như vậy đó, thì tất cả cư dân ở trong thành này là người quyến thuộc, là người thương mến, là người thân cận của bà, thì mỗi một ngày như vậy đó là có rất là nhiều người phải chết. Thì chẳng lẽ rằng bà cứ khóc than suốt như vậy sao, cả ngày lẫn đêm hay sao? Chính vì cái câu kết cũng như là cái câu để Đức Phật Ngài làm cho, khiến cho bà Visakha tỉnh ngộ. Bà Visakha tỉnh ngộ, thưa quý vị, rằng về cái sự vô thường, về cái sự biến đổi, về cái sự phải chia ly mất mát, về cái sự thật của cuộc đời. Và qua cái câu chuyện đó là không phải bà Visakha không hiểu, không biết về cái vô thường của cuộc đời, về cái khổ đau của cuộc đời. Bà là một cái vị thánh cư sĩ tu đạo quần, thì cái phước báo của bà rất là lớn, và cái sự hiểu biết về Phật pháp của bà đó cũng rất là thâu. Nhưng mà đó vẫn còn cái tham ái, vẫn còn cái tham ái, cho nên đôi khi nó làm cho khiến cho bà phải cái chịu cái sự khổ, sầu khổ. Nhưng mà một cái lời sách tấn khích lệ, cũng như là một cái câu hỏi khéo léo của Đức Phật đó, đã làm cho bà thức tỉnh, đã làm cho bà thức tỉnh. Thì nếu như mà đổi lại là chúng ta đó, thì chúng ta không biết là có được may mắn khi mà rơi vào cái tâm trạng
buồn tủi sầu khổ mà gặp được một cái người đại nhân đại trí như vậy hay không? Chính vì cái lý do này đó, thưa quý vị, rằng lúc bình thường đó mình tự phải trau dồi lấy mình phải nhắc nhở lấy mình phải tu tập lấy bản thân mình, để khi rơi vào những cái tình huống tương tự như vậy đó thì mình còn đủ cái tỉnh táo, còn đủ cái khả năng để mà trấn an mình. Hoặc giả thì chúng ta cần phải tiếp xúc với nhiều cái người biết cái tu tập, như là những cái vị xuất gia hay là những bạn hữu mà có biết cái sự tu tập, biết cái Phật pháp. Chúng ta lựa bạn mà chơi đó, thì đối với những cái hoàn cảnh mà chúng ta không tự mình trấn an, không tự mình có thể bình tĩnh được á, thì chính những người xung quanh là những người biết đạo, những người biết Phật pháp, họ là những chiếc phao, họ có thể an ủi bằng cách tin theo tinh thần Phật pháp, nhà theo tinh thần Phật pháp. Thì như vậy chúng ta là một người rất là may mắn. Giống như trường hợp của bà Visakha đây đó, thì với cái sự sầu buồn của bà đó, chỉ một cái lời sắp tấn khéo léo của Đức Phật bằng cách đó là hỏi bà những câu hỏi khiến cho bà nhận ra cái vấn đề về cái sự thật của cuộc đời, về cái khổ đau, về cái căn nguyên nguồn gốc của khổ đau. Đó là cái tham ái, đó là cái sự thương tiếc. Có thương thì mới có tiếc, có thương thì mới có khổ. Thì đó là cái duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 213 này. Và trong cái câu 213 này, thưa quý vị, ái luyến sinh sầu u, ái luyến sinh sợ hãi. Ái luyến sinh sầu u là như thế nào? Đối với người không chỉ riêng cái người cư sĩ mà đối với tất cả chúng sanh, cái bản chất gốc là cái tham ái, là cái sự dính mắc, là cái sự tham ái, là sự dính mắc. Nhưng ở đây thì tình đại xin trình bày đó là cái cuộc sống của người cư sĩ nó có nhiều cái dính mắc và có nhiều cái ràng buộc hơn là một người tu sĩ xuất gia. Bởi vì cái người tu sĩ xuất gia đó thì phần nào đã cắt đi, giảm bớt đi cái sự dính mắc do cái cuộc sống đó là xuất gia, không có sống ở gần gũi gia đình, không có thân cận, cũng không có đó là quyến luyến ở trong cái tình cảm cha con mẹ con, cũng không có lập gia đình, cho nên cũng tránh được cái tình cảm vợ chồng và con cái. Đối với người tu sĩ xuất gia thì đó là một cái môi trường để mà giảm bớt. Một khi đã là cạo đầu đắp y rồi đó, ở sống ở trong chùa, sống ở thiền viện, sống ở những cái nơi xa những người sinh hoạt của người cư sĩ, thì một phần nào đó đã giảm bớt cái sự dính mắc rồi. Thì chỉ còn lại đó là đối diện với bản thân mình, đối diện với cái sự dính mắc vật chất xung quanh, rồi những cái sự dính mắc tế nhị hơn. Còn cái người đời cư sĩ đó thì các quý vị phải đối mặt với những cái sự thử thách về cái sự dính mắc. Bởi vì là người cư sĩ thì chúng ta có những cái bậc hữu ân, như là ông bà, như là cha mẹ. Rồi chúng ta lập gia đình thì chúng ta lại có con, có cháu, thì cái sự dính mắc nó càng rộng lớn, giống như là một con nhện mà giăng chăn tơ như vậy đó, nó càng giăng thì cái màn nhện nó càng to, và cái màn nhện càng to thì bay
con mồi nó bay chỗ nào nó cũng dính hết, mà nhiều khi chính con nhện nó đang là dính ở trên cái bàn tơ đó. Thì người cư sĩ rất là dễ bị rơi vào cái việc đó là dính mắc. Và sự dính mắc ở đây nó xuất phát từ cái tình thương, và cái tình thương phải nói cho kỹ hơn, tại vì cái tình thương trong tiếng Việt mình á, nó có nhiều cái khía cạnh để mà mình nói. Nhưng mà nếu mà ở trong cái tiếng Pali á, thì nó có phân biệt rõ ràng. Giống như là cái tình thương nó về cái dính mắc á, thì có cái từ Pema, từ Piya, từ Tanha, từ Kama. Nhưng mà cái tình thương của tình thương đối với muôn loài chúng sanh, tình thương nói về cái việc đó là thấy chúng sanh khổ, thấy chúng sanh đang luân hồi, thì cái tình thương đó là cái Metta Karuna, cái tình thương của tâm của các vị Bồ Tát, tình thương của tâm của các vị Thánh Tăng, những cái vị giải thoát, hay là tình thương Đức Phật. Thì cái tình thương nó ở một cái cạnh khác. Ở đây thì chúng ta đang nói về cái sự dính mắc. Cái tình thương mà dính mắc thì nó liên quan đến nói về cái là tình thương vị kỷ đó, hay là tình thương ích kỷ đó. Tức là nó liên quan đến cái mà chúng ta cho là của mình, cái mà liên quan đến mình, thì mình có cái sự dính mắc, có cái sự thương yêu ở trong đó. Còn những cái việc mà nó không có liên quan đến mình, nó không thuộc về mình, thì chúng ta cũng không có quá là dính mắc, cũng không, cho nên chính vì vậy mà cũng không có quá mà sầu khổ khi mà cái sự những cái sự việc hay là những cái sự vật mà xung quanh mình nó tàn phai. Tịnh Đạt nói ví dụ như rằng ở đây tất cả các quý vị đều có một cái trải nghiệm là trong bất cứ gia đình nào cũng có cái người mất. Người già lớn tuổi mất cũng có, người trẻ nhỏ tuổi mất cũng có. Cái điều đó là một điều sự thật, không có ai tránh khỏi cái hoàn cảnh đó hết. Thì chúng ta là những người con, người cháu có hiếu, có tình thương đối với ông bà cha mẹ, hay là chúng ta là những người bậc phụ huynh, chúng ta có cái tình thương đối với những đứa con, đứa cháu, thì khi đối diện với những cái sự mất mát về cái tang thương đó, thì chúng ta có cái sự sầu khổ, thương tiếc, khóc lóc, ỉ ôi. Thì đó chứng minh rằng cái việc mà chúng ta dính mắc, chúng ta ái luyến ở trong cái tình cảm, cái mối quan hệ đó, nó khiến cho mình phải chịu cái sầu khổ khi phải đối diện với cái sự chia lìa. Đối diện với sự chia lìa. Còn như là những cái bà con hàng xóm đi, hay là ở đi trên đường mà chúng ta gặp đám tang, hay là gặp những cái người đang khổ, nhiều khi chúng ta không phải vô tâm, nhưng mà nó không có liên quan đến mình đó, thì mình cũng không có quá là buồn. Đôi khi chúng ta khởi lên cái tâm đó là đồng cảm, nhưng mà không có buồn. Bởi vì sao? Bởi vì cái tất cả những cái thời gian, những cái công sức á, mình đều dồn vào cái tình thương vị kỷ, cái tình thương liên quan mật thiết đối với mình, không còn đủ cái thời gian, không còn đủ cái tiền tài công sức để mà khóc thương cho người dân nước lạ. Cái điều này đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là thường, nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên. Quên ở đây á,
là đối với những cái mối quan hệ mà chúng ta cho rằng là đang là quý mến, yêu thương đó, thì Thịnh Đạt nói rằng quên ở đây đó là chúng ta đang yêu thương bằng cái tâm vị kỷ, bằng cái tham ái dính mắc. Nếu chúng ta không quên đó, thì chúng ta sẽ có một cái tư tưởng rằng tất cả đều là vô thường, tất cả rồi sẽ tan biến, tất cả rồi sẽ chia lìa. Thì một người mà không quên cái điều này thì khi chúng ta chăm sóc, chúng ta sở hữu, chúng ta đối diện với những cái mối quan hệ, những cái tình thương ở trong gia đình đó, thì chúng ta sẽ có một điểm dừng. Và chính vì cái điểm dừng này đó, nó sẽ là một cái phao cho quý vị khi chúng ta đối diện với cái đau khổ ở ngoài đời thực. Xin lỗi quý vị. Tiếp tục đó là nếu mà chúng ta không quên, bởi vì chúng ta quên cái vấn đề này, cho nên á, các vị còn còn nghe âm thanh rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chính vì mà chúng ta bị thường xuyên quên cái vấn đề này, chúng ta học, chúng ta biết, nhưng chúng ta không có suy tư nhiều, chúng ta không có thường xuyên để mà nghĩ tới, thường xuyên để mà áp dụng, ứng dụng ở trong cuộc sống mình, cho nên chúng ta bị quên. Và chính vì chúng ta quên á, thì khi chúng ta có cái tình thương đối với con cái, đối với ông bà, đối với cha mẹ, thì chúng ta lại có một cái tình thương gọi là tình thương dính mắc. Tình thương dính mắc. Và dính mắc càng nhiều thì đau khổ nó cũng càng nhiều. Đau khổ cũng càng nhiều. Trong một cái đám tang, nhất là đám tang mà liên quan đến người xuất gia đó, giống như là Tịnh Đạt kể đám tang của bà nội của Tịnh Đạt đó, là bà tu nữ Diệu Tính đó, thì bà cũng xuất gia, cũng được làm tu nữ, rồi đến tuổi già đó bà mới mất. Thì trong cái đám tang của bà đó thì đa phần là người tu, người xuất gia, con xuất gia, rồi cháu cũng xuất gia, rồi những người bà con Phật tử trong nhà cũng là những người Phật tử, cũng người những người đi chùa. Thì trong suốt cái tang lễ đó, thưa quý vị, rằng không thấy một người nào khóc. Có nhiều người bà con trong chòm xóm họ đi đến, họ nói làm lạ đó là sau cái đám tang mà không có ai khóc hết. Cái đám tang thường thường là cái sự yêu thương yêu mến càng nhiều á, thì con cái nó khóc càng lớn. Mà cái đám tang này thì không ai khóc. Như vậy nó có đồng nghĩa rằng bà không được ai thương hay không? Hay là bà sống như thế nào mà không có ai quý mến, mà không ai khóc khi bà mất? Bởi vì họ không có hiểu đó là những cái người con, người cháu, những cái người đến tham dự cái lễ tang của bà đó, đi viếng lễ tang của bà, là những người hiểu được cái lời Phật dạy, những cái người không có quên cái lời, cái điều mà thể hiện cái tình thương, thể hiện cái tình thương mà không quá là dính mắc, nha, không quá là dính mắc. Cũng có buồn, nhưng mà cái buồn đó nó có điểm dừng, nha, có điểm dừng. Thì cái việc mà khóc than á, nó không có thể hiện là cái người con có hiếu hay là không có hiếu. Đối với thường tình thế gian đó, cái sự khóc than càng ủy mị thì càng tỏ rằng mình có cái sự hiếu thảo. Thưa quý vị, rằng cái quan điểm nó hoàn toàn sai.
hoàn toàn sanh. Đôi khi nó là cái tình thương vị kỷ muốn cho cái người đó sống đời với mình. À, khi mà mình lại có cái lời chúc, có cái lời mừng tuổi, cầu cho ông bà khỏe sống đời với mình, thì nhiều khi đó thưa quý vị, rằng xét kỹ lại đó, vì mình nhiều hơn là vì cái người đó. Quý vị thử nghĩ kỹ thôi, vì mình nhiều hơn là cái người đó, bởi vì mình thương cái người đó. Mình thương ông, mình thương bà mình, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, mình thương ba mình thương mẹ mình. Cho nên mình muốn đó là cái tình thương của mình đó, nó được kéo dài mãi mãi, được kéo dài mãi mãi. Và chính vì cái quan điểm sai lầm này đó, khi mà cái điều đó nó không như ý muốn của mình, thì lập tức mình bị sốc, mình bị đau khổ. Và cái quan điểm đó càng lún sâu chừng nào, thì cái tâm trạng sầu khổ đó nó sốc nhiều chừng nấy. Cái đó là Tịnh Đạt nó đang nói cái khía cạnh đó, là người con thật sự là con hiếu, thật sự là thương cha thương mẹ, lo lắng cho cha mẹ, lo lắng cho ông bà. Còn những cái trường hợp mà chỉ thể hiện bên ngoài thì Tịnh Đạt không muốn nói đến. Còn như những người mà chúng ta đã học Phật Pháp rồi, chúng ta hiểu Phật Pháp rồi á, thì cho dù là cái đám tang ở trong nhà, hay là đối với những cái người mà chúng ta yêu mến á, chúng ta không có nhỏ lệ. Nó không có đồng nghĩa là, nó không có nghĩa rằng là chúng ta không thương người đó. Nhưng mà chúng ta hiểu, thương mà với cái hiểu, đối diện với cái sự thật cuộc đời, thì trong lòng của chúng ta cũng trùng, cũng trùng, cũng buồn, nhưng mà không có sầu khổ. Cái đó là điều khác biệt của cái người biết Phật Pháp và người không biết Phật Pháp. Và cái điều này nó rất là quan trọng. Rồi đó là cái vấn đề đó, ai luyến sinh sầu u. Bởi vì chính do cái tình thương vị kỷ cho rằng cái này là của ta, cái này là ta, và những cái vật xung quanh, những cái người xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh cũng dính vào cái ngã kiến, cái chấp thủ đó, là ta, là của ta. Và chính vì cái sự hiểu biết chấp sai lầm đó, nó dẫn đến cái sự dính mắc, ai luyến. Và nguyên nhân từ cái ái luyến, nguyên nhân từ cái hiểu sai chấp lầm đó, nó khiến cho chúng sanh phải đau khổ. Và hậu quả nghiêm trọng hơn đó là sẽ không giờ thấy được cái ánh sáng chân lý, và phải tiếp tục lăn trôi ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. Và đó là cái ái luyến sinh sầu, sầu u. Khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề rồi đó, nhất là thông qua cái câu chuyện của bà Quý Sa Kha, thông qua cái lời dạy Đức Phật ngày dạy cho bà Quý Sa Kha đó, thì cái người có cái sự thông minh đó, có cái sự sáng suốt đó, chúng ta sẽ rút cho mình một cái bài học riêng bản thân mình. Nếu như một cái người có nhiều quyến thuộc, phải nói rằng là một cái người hữu phước, quyến thuộc là bóng mát, Đức Phật đã từng nói. Nhưng nếu như một cái người nhiều cái quyến thuộc như vậy mà không biết được Phật Pháp, không biết được cái sự vô thường biến đổi, người thương khổ, người khi người thương phải ở xa, khổ khi người ghét phải ở gần, vân vân, khổ với sinh lão tình bệnh tử, vân vân, thì cái người đó rất là khổ, phải nói rất là khổ. Hôm nay thì nghe nói rằng em bệnh, vợ đau, con thì y
ở trong xóm có người mất, ở trong bà con có người bị tai nạn. Nếu mà một người không hiểu biết Phật Pháp, không hiểu biết được cái nguyên nhân sanh cái sầu u khổ não và quên đi cái thật cuộc đời, thì chắc chắn cái người đó phải nói rằng rất là tội nghiệp. Họ phải khóc thương, họ phải sầu u, họ phải sống trong cái tình trạng trầm cảm suốt một khoảng thời gian phải nói rằng không biết bao nhiêu là kể xiết. Còn những người mà thật sự quyến thuộc là bóng mát đó, họ không có quá sầu u khổ não, là người nhận ra vấn đề. Đó là cái sự khác biệt giữa cái người biết Phật Pháp và người không biết Phật Pháp. Câu ái luyến sinh sợ hãi, thưa quý vị rằng à, cái ái luyến sinh sợ hãi cũng nói về cái việc đó là cái sự dính mắc, cái sự dính mắc mà liên quan đến cái tà kiến, liên quan đến cái sự chấp thủ và có cái sự biết đủ hay là cái sự ghi nhận ngay trong cái hiện tại, và cái người đó luôn tìm tòi bơi móc ở những trong thời quá khứ, cũng như là mong chờ những cái gì ra ở trong tương lai. Và chính vì cái việc mà lo âu, cái việc mà mong chờ, cái việc mà hối hận vân vân, làm cho cái người đó có cái sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi ở đây nó cũng có một cái liên quan đến cái tham ái là như thế này. Tại vì mình đã cố gắng để mà nói liên quan đến cái đời sống của người cư sĩ á, thì để quý vị có thể dễ nhận ra. Và khi mà mình nhận ra rồi á, thì khi mà nó xảy ra thì mình nhớ trực lại. Nhớ trực lại thì chúng ta lại có một cái áp dụng ở trong cái cuộc sống của mình. Như là quý vị là người cha người mẹ thì quý vị thương con đúng không? Thương con thì theo cái tình thương vị kỷ đó, là con của mình đó, là con của mình thì lo. Lo đó là nhỏ lớn lên, rồi đi học, rồi ra ngoài xã hội bươn chải, rồi phải ở riêng, lập gia đình. Lo đủ thứ hết, lo sợ đó. Sợ con gặp cái này, gặp cái kia, gặp người ta hại, gặp cái người người ta đánh đập. Con đi sớm về khuya cũng lo, lo đủ thứ hết. Rồi cái công việc ở nhà thì coi như là tiền điện, tiền nước, sinh hoạt cũng lo. Cái gì cũng lo hết. Mà tại sao lo? Cái này là cái trách nhiệm. Đúng rằng ai cũng phải có cái trách nhiệm. Nhưng mà không phải bậc sinh thành, bậc phụ huynh nào cũng lo mà sầu khổ với cái trách nhiệm đó. Chính bản thân quý vị xét lại, cũng như là quý vị thấy những người bạn bè hay bà con xung quanh đó, có những người họ lo cực kỳ là khổ. Một cái đứa bé mà nó khóc một tiếng thôi đã quýnh quán, không còn thiết ăn thiết ngủ, không còn bỏ hết công việc để mà sợ nó bị cái này bị cái kia. Nhưng mà những người cha mẹ, có những người cha mẹ họ cũng thương con vậy, nhưng mà họ thương bằng cách khác. Họ lo cho con, nhưng mà họ lo bằng cái việc là hỗ trợ cho con. Không ai không phải nói rằng là ai, những người đó không thương con. Mà cái việc mà thương con dẫn đến cái lo lắng sợ hãi đó, đó là do mình.
mình dính mắc nhiều quá thì mình sầu khổ thôi. Mình dính mắc nhiều quá, đó là con của mình, chứ con người ta ai tôi đâu có thèm lo, đúng không? Mình dồn hết cái sức lực, cái tình thương cho con của mình, cho những người thương của mình. Còn ngược lại, những cái người con, người cháu đó, nó cũng lo. Nó cũng lo. Tại sao nó lo? Nó lo cha, lo mẹ, lo cho ông, cho bà, lo cha mẹ ông bà nó bị già, bị già chi phối, rồi già thì vẫn có nhiều cái căn bệnh, rồi cái đáng sợ hơn là gần đất xa trời, thì cái người con họ cũng có cái lo cái đó. Nhưng mà tại sao lo? Lo thì không sao hết, ai cũng có thể có cái tâm trạng đó, nhưng mà lo mà dẫn đến cái khổ thì nó lại khác. Lo bệnh á thì mình lo mình chăm sóc, sợ bệnh á thì mình lo mình chăm sóc, mình lo mình hỏi han, mình nấu nướng thức ăn, mình quan tâm. Còn lo mà khi mà bệnh á thì khổ, thì cái đó việc đó là nó hoàn toàn khác. Lo cho cái người ông người bà, sợ người ông người bà phải gần đất xa trời. Lo là vậy thì cố gắng tạo điều kiện cho ông bà, tạo công đức phước báo, tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa nghe pháp. Lo là phải biết tính toán cái đời sống tương lai, vân vân, biết an trú cha mẹ vào trong chánh pháp. Còn mà lo rằng cha mẹ ông bà phải gần đất xa trời, mà lo mà thương muốn cho ông bà cha mẹ sống khỏe, sống đời với mình, lo như vậy thì nó dẫn đau khổ, chuyện đương nhiên rồi. Thì quý vị ở đây cũng có thể đang là cái tâm trạng của người phụ huynh, là người ông, người bà, người cha, người mẹ lo lắng cho con. Và cũng có thể các quý vị đang ở tâm trạng là người con, người cháu đang lo lắng cho ông bà, cha mẹ. Thì quý vị hãy cố gắng làm sao đừng để cái tham ái nó dắt mũi, sanh ra cái sự lo sợ. Và hãy cố gắng biết cái ưu tư, lo lắng với cái sự là trách nhiệm, và tìm mọi cái cơ hội, khả năng để mà giúp đỡ cho cái người đó có được cái công đức phước báo. Thì đó mới là cái việc mình đáng mà nói đến. Chứ đừng có bị trong cái tâm trạng, bất kỳ cái tâm trạng gì mà dính mắc với cái việc đó là tham ái, dính líu đến cái việc đó là bất chấp cái lời Phật dạy về cái sầu bi khổ u não, hay là cái sự thật của cuộc đời, tất cả đều phải thay đổi, tất cả đều phải tan biến, tất cả đều phải vô thường. Thì làm gì làm chúng ta đừng có quên cái điều này. Thì thưa quý vị, là cái thương đó, cái lo đó nó có ý nghĩa. Và khi mà chúng ta đối diện với cái sự mất mát, tang thương đó, thì chúng ta cũng không phải là hết, không phải là không có, nhưng mà cái sự sầu buồn đó nó có điểm dừng, và nó là chiếc phao để mà làm cho chúng ta có thể trấn tĩnh được, bình tĩnh được. Thì qua câu kệ ngôn pháp cú số 213 này, với cái ý nghĩa đó, với cái ý nghĩa đó, kinh nghiệm thực tế của trường hợp bà Quý Sa Kha cũng như là kinh nghiệm trong cái cuộc sống của mình, thì Tịnh Đạt tin rằng các quý vị sẽ có được một cái cách xử lý, cũng như rằng cố gắng để mà huân tập, cố gắng để mà rèn luyện từng trong cái giây phút hiện tại, đối với những cái người thương, đối với những người ông bà cha mẹ con cháu, đối với những cái món vật mà chúng ta sử dụng, thì chúng ta cũng nên cố gắng để mà nhớ cái điều mà Phật dạy, tất cả đều phải chịu cái sự vô thường, biến đổi, và biến cái tình thương, cái sự lo lắng đó
đối với những cái người thương của mình đó, đối với những cái người hữu ân của mình đó, trở thành những cái cơ hội, những cái sự hỗ trợ để mà tạo các cái thiện pháp công đức gần với Phật pháp. Qua câu kệ ngôn này thì Thịnh Đạt xin được chia sẻ duyên sự cũng nhờ ý nghĩa của cái câu kinh 213. Một lần nữa xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn, cũng như rằng chúc tất cả các chư tăng cùng quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cô trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Chúng con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tòa Minh Hạnh. Bhagavato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappa buddhana pavena kada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappa dhammana pavena kada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhantu sappa devata sappa sanghana pavena kada sati bhavantu te. Tất cả anh phú an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thủ lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiền ca ron tề tha vi ha ra măng đa lê hệ ra cha ma cha na wa ca cha vi kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su chi ta pa quan tu tề cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma qua rằng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút cha la